Đồ câu Quang Thanh quần bảy xin kính chào cô chú bác anh chị em. Hôm nay ngày 12 tháng 6 em lại tiếp tục lên một video là 413 video trong ngày luôn các bác nhé. Video này là video máy, sáng thì em like cần, chiều em like máy nha. Rồi thì các bác nào mua máy nào thì liên hệ về số 0903 876 781 các bác nhé. Lâu này thì em cũng bao ship cho các bác luôn, các bác được kiểm tra hàng trước thanh toán ha. Đấy. Rồi để em lên cái mã hàng đầu tiên các bác lựa chọn ủng hộ em nhé. Bác nào yêu thích kênh em thì cho em nút like, nút đăng ký nhé. Mã hàng đầu tiên là mã M240 các bác nhé. 240. Đấy. 240 một con Tom No 2. Con này là toàn thân kim loại các bác. Đấy. Máy Nhật. Con máy này tương đối khá mới các bác nhé. Khá đẹp, hoạt động bình thường. Gạt trước ok, màu bình sóng nha. Tay quay đổi các bác nha. Toàn bộ đây tay quay đổi nha. Cái nào mà một tay thì em báo nha, còn tất cả đều là đổi được hai tay các bác nha. Ra tay của nó là 1.3.8 này. Cước 4 vào 310, cước 5 vào 250, cước 6 vào 190 ha. M240, trọng lượng là 420g, giá là 350. Rồi tiếp tục em lên cái M241 các bác nhé. 241 một con Daiwa Sport 5000. Toàn thân kim loại, cối kim loại luôn. Đây, con này khi mà các bác mở ra thì các bác vặn hai cái vít này ra nhé. Ở đây có cái ấn để cho mở cái này ra nhưng mà nó bị hư rồi, nó bị mòn theo, nó bị gãy theo thời gian này các bác nhé. Đây. Thì nếu mà các bác mở cái trục này ra thì các bác mở hai cái vít này nhỏ này ra. Ở trong nó có hai cái khe ở trong đó ha. Các bác mở hai khe ra bắt đầu tháo này ra. Nhưng mà thôi để vậy, mua về để xài luôn, khỏi mở cũng được. Máy hoạt động rất ok, rất mượt mà luôn các bác nhé. Đấy. Con máy này cũng khá đẹp. Đây xước ít ha. Đấy, con này size thực của nó thì cũng là 6000 các bác nhé. Con này 6 đến 7000. Con máy đời cổ mà còn mới toanh luôn, thấy không? Nên là nó không có thông số cước ở trên này các bác nhé. M241 trọng lượng là 580g, giá là 450k các bác nhé. 450k. Đấy, con này về kéo ca lớn các bác nhé. Rồi tiếp tục em lên cái M242. 242 cũng là một con Daiwa. Cái này là SS7500 ha. SS7500, con này nó cũng có mòn đầy sơn theo thời gian các bác nha, hơi cũ nhưng mà máy còn chất các bác nha. Đây. Cái này là vẫn còn ok. Khi nào các bác mở cái này ra thì các bác lấy cái ốc vít vặn cái này sơ qua cái thì nắm này ra nha. Máy hoạt động rất chất lượng các bác nha. Máy hoạt động vẫn còn ok. Tao cái đổi toàn thân kim loại, màu bình sóng ha, gạt cái ok luôn. Đây, size thực của nó đóng để ở trên này luôn rồi, 7.500 các bác nha. M242 trọng lượng 600g, giá 450k các bác nhé. 450k. Máy hoạt động ok các bác nhé. Thì các bác không có chê ngoại hình thì ok, còn chất lượng của nó còn tốt các bác. Này. Rồi M243 các bác. M243 một con Silverline 4000. Thì nó để 4000 là 4000. Cái size thực của con này là tầm 8000 các bác nhé. Con này size thực 8000. Đây, cước 6 vào 365, cước 7 vào 305, cước 8 vào 255, cước 10 vào 205, cước 12 vào 175. Đấy, con này thì ngoại hình thì cũng hơi cũ các bác nhé. Các bác nào muốn mới thì về sơn lại.
Đây, con này về dùng cho các bác cái đánh biển nha. Có con này hình như là có trợ lực các bác ơi, dòng máy trợ lực. Ờ, con này có trợ lực các bác nha, máy rất khỏe nha. Các bác nào về muốn mới thì cạo sơ qua rồi xịt sơn lại là mới nha. Thì giá cả thì em cũng để giá cả bình dân ha, cho nên là thấy nó hơi cũ thì em để giá bình dân ha. Mọi chức năng hoạt động bình thường, tay quay đổi luôn các bác nha. M243, trọng lượng là 700g, giá cũng để các bác là 450k nhé. 450k con máy này về các bác sơn phết lại rồi đi câu kéo nha, máy còn ok lắm. Rồi M244 các bác nhé, một con máy mini ha. Con máy là hiệu Daiwa Spotlight GS700 các bác nhé. Đây, máy Nhật luôn. Cái này nó mất cái tem ở trên đầu ha, không ảnh hưởng gì các bác. Gạt cước ok, mô bình sống các bác nhé. Này dùng các bác về đi câu mấy cái nhỏ ok các bác nhé. Máy còn hoạt động rất là chất lượng luôn đấy. M244, trọng lượng của hai lỗ này là 220g, giá là 200k các bác nhé, 200k. Rồi tiếp tục em lên cây M245 các bác nhé. 245 một con SS3000C ha. Con của Nhật, máy Nhật luôn. Toàn thân kim loại các bác nhé. Máy hoạt động rất là êm nhé. Máy hoạt động rất êm ha. Tay quay đổi, mò bình sóng nha. Mò bình sóng này, gạt cước ok luôn ha. Nó để SS3000 nhưng size thực của con này là 6-7000 các bác nhé, 6000 ha. Rồi M245 nhé, trọng lượng là 620g, giá là 580k nhé. Rồi tiếp tục em lên cái M246 các bác. Đây con máy đời cổ các bác, máy này cũng còn ok luôn ha. Daiwa Max 160 các bác này, cái nước sơn nó còn ok các bác, còn đẹp ha. Tẩy xước nhẹ theo thời gian ha. Cái tay quay nó tay quay kiểu luôn ha. Toàn thân kim loại, chỉ có cối là cối carbon rồi ha. Gạt cước ok nhé. Màu bình sóng các bác nhé. Đấy, còn máy này máy nội địa Nhật các bác nhé. Nó không để ở trên cái da băng nhưng mà máy nội địa Nhật đấy. Đây size thực con này có tầm 4000 các bác nhé. Nó không để cái thông số nhưng mà con máy tầm 4000 ha. M246 các bác nhé. Trọng lượng là 300g, giá là 290k nha các bác. Rồi tiếp tục em lên 247 các bác nhé. M247. Con ô tô các bác nhé, hiệu Ryobi, máy Nhật luôn. Toàn thân kim loại các bác. Gạt rất ok, mô bên sóng các bác nhé. Đây. Nhỏ nhỏ xinh xinh còn ok, còn đẹp, còn mới các bác nhé. Đây. Đây, sức nhẹ theo thời gian, nước sơn còn ok, đang còn láng này ha. Đó, dòng này các bác về đi câu mấy cá nhỏ ok ha, cá bóng, cá rô rồi là mấy cái cá chép nhỏ đây ha. Rồi size thực của con này có tầm 1000 các bác nhá, chưa tới 1000. Cước 2 vào 170, cước 3 vào 120, cước 4 vào 90 ha. Đây. Size tầm 1000 các bác nhá. M247 các bác, trọng lượng là 300g, giá là 250k. 248 các bác. 248 một con Biomaster. Đây các bác, Biomaster 1000 các bác nhé. Nhưng mà size thực của con này là coi mấy ngàn đây. Size thực của nó là 1500 các bác nhé. Cước 3 vào 665 này. Cước 1.5 vào 130, cước 2 vào 100, cước 3 vào 65. Size con này tầm 1500 các bác nhé. 1500. Tay quay đôi các bác luôn, tay quay đôi đổi luôn ha. Mô bên sóng gạt cước ok ha. Con này có thắng ABS luôn các bác nhé. Thắng ABS luôn ạ. Cái dòng máy này là nó có hai cối các bác nhé. Nó có hai cái trục, một trục từ trên này xuống và một trục ở bên kế bên này nữa nha. Là nó để làm cái đẩy, cái lực của nó rất khỏe các bác nhé. Cho nên là con nhỏ 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 nhưng mà giá nó cũng hơi cao tí ha. M248. Trọng lượng là 280g, giá là 450k các bác nhé. Máy Nhật luôn ha. Đây, giờ bằng.
Rồi tiếp tục em lên 249 các bác ạ. 249 một con BBX 5000 các bác nhé, hiệu Shimano của thằng nào đây? Máy Nhật luôn các bác nhé, máy Nhật. BBX EV 5000 Q ha, 5000 hiệu Shimano ha. Máy này toàn thân carbon các bác nhé, chỉ có tay quay kim loại thôi ha. Đấy. Cối này mở ra thì cũng hơi cứng này. Con này nó cũng con này nó bị xà bực đàn các bác nhé. Đây thì em cũng để rẻ các bác rồi các bác về chế cháo gì làm nhá. Con này là 6 bật đạn luôn này, 6 bét ba đình 6 bật đạn các bác ha. Đây. Sau đít cũng có mòn theo thời gian nhé. Thắng của bác, thắng của nó này ha. Đây các bác em để rẻ để về các bác chế cháo nhé. M249 trọng lượng 45g để các bác con này 300k nhé. 300k rồi về các bác chế cháo lại rồi xài nhé. Rồi tiếp tục em lên cái M250 các bác nhé. 250 một con Diamond Micom ha. No 2. Này của Nhật luôn các bác đây. Xét từ con này tầm 3000 các bác nhé. Tầm 3000. Máy đời cổ nên cũng có hơi tróc sơn theo thời gian các bác nhé. Nhưng mà nhìn cũng vẫn còn ok. Máy hoạt động rất ok luôn các bác nhé. Tay quay đổi nha. Ben còn ok, còn nhẹ nhàng luôn các bác. Đấy. Đuôi chuột các bác nhé. Đây, đuôi chuột này. Đây. Máy đuôi chuột. Đuôi chuột này nó dùng cho cái mô bin các bác nhé. Đây, các bác mở ra thì nó mô bin sống nha. Vặn cứng lại rồi mô bin nó cứng lại rồi các bác tải cá lên nhé. Đây. Con này size tầm cỡ tầm 3000 các bác, M250, trọng lượng 340g, giá là 400k các bác nhé, 400k. Rồi tiếp tục em lên cái M251 các bác ạ. Rồi 251 này là một con Daiwa Việt Nam các bác nhé, Daiwa Việt Nam. Việt Nam xuất Nhật nhá. Con này size của nó cũng tầm nó để trên máy là 2000 mà em coi cái nó để trên máy là 2000 các bác nhé. Chắc size của đâu tầm 2000 đó. Cối và tay quay kim loại các bác nhé. Mô bin sống gạt rất ok ha. Đấy. Nói tóm lại con máy còn ok các bác. Hoạt động rất ok, chất lượng luôn. Tay quay đổi hai bên luôn, thanh ABS. Máy quay rất êm, rất mượt mà luôn các bác nhé. M251. Trọng lượng của nó là 280g, giá của con này là 300k các bác nhé, 300k ha. Rồi, tiếp tục em lên cái mã 252 các bác này. Rồi 252 một con BBX 3000 hiệu Shimano các bác. T-Win Power, con này của máy Nhật luôn ha. Đấy. Có tay thắng luôn các bác nhé. Tay thắng này. Cái này, con chó này thì các bác gật xuống thì cứ xài vẫn ok bình thường. Còn gật qua bên này thì mình quay thì thắng lại được vẫn ok ha. Đấy. Tay thắng nha. Con này mô bin chết các bác nhé, mô bin chết này, đây, con này mô bin chết, gạt cước ok ha. M252, trọng lượng 240g, giá là 400k các bác nhé, 400k. Rồi tiếp tục, em lên kia M253, 253 một con máy mini các bác nhé, con máy ST6000. Spintit ST6000RD các bác nhé, đây, quên xin lỗi các bác, 600 chứ. Máy hoạt động ok nha các bác nha. Đấy. Máy nhỏ nha, dùng cho các bác về câu tôm rồi câu rô, máy câu mấy cái nhỏ cá mương này nọ các bác nha. Đây. Máy đời cũ cho nên là nó có hơi cũ xíu ha. Nhưng mà máy hoạt động rất là còn chất ha. M253, trọng lượng của nó là 200g, giá cũng 200k các bác nha. Rồi tiếp tục em lên cái M254 các bác nhé. Đây.
Graffiti Spot, cái này của thằng Abu các bác nha. Abu Cardinal 752, này có tem vàng, còn máy đuôi chuột các bác nhé, máy đuôi chuột ha. Đây. Máy hoạt động rất ok luôn các bác nhé. Đây. Tay quay đổi luôn các bác nhé, tay quay đổi cho các bác luôn, máy hoạt động rất ok các bác nhé. Đây, con này thì cũng nó để 752 này các bác, size cũng đang nhận 720 ha, 750 ha, chưa tới 1000 nha. Đây, con này chắc của thằng máy này chắc máy của Thụy Điển các bác. Abu của Thụy Điển các bác nè. M254, trọng lượng 200 g, để các bác là giá cũng 300k các bác nhé. Và tiếp tục em lên cái M255 các bác nhé. 255 một con Daiwa Bon Sport nha. Hiệu Daiwa 1000. Nó để size thực của nó 1000, à nó để 1000 chứ con này size thực của tầm 3, con này tầm 4000 các bác nhé, 4000. Daiwa của thằng Taiwan các bác nhé, cũng Đài Loan nhé, Đài Loan xuất Nhật ha. Màu bên sóng gạt rất ok luôn, toàn thân kim loại toàn thân carbon Taiwa kim loại các bác nhé. Taiwa đổi luôn. M255, trọng lượng 300 g, giá cũng 250k. Và tiếp tục em lên cái M256 các bác nhé. 256 con này cũng là một con Diamond Micon ha. Diamond Micon ha. Con này cũng là con này nhỏ hơn con kia miếng ha. Con nó 3000 cho con này chắc tầm 2000 các bác nhé. 2000. Máy hoạt động rất ok, rất mượt mà các bác nhé. Màu bên sóng ha, gạt cước ok luôn đúng không ạ? M256 trọng lượng 280 g, thì giá con này cũng 350k thôi các bác nhé. 350k. Rồi tiếp tục em lên cái M257 các bác nhé. Mấy máy mini này thì cho các bác về dùng đi câu mấy cá nhỏ ha. Gạt cước ok, mô bên sóng con này toàn thân carbon các bác nhé. Sportmax GS600 ha, con này 600. Hiệu Daiwa, máy Nhật luôn các bác nhé. Đây, nắm của nó bằng gỗ. Còn ok, xin luôn quắc ha. Rồi M257, trọng lượng 180 g, giá 200k các bác nhé. Tiếp tục em lên cái máy 258 các bác nhé. 258. Con này một con hiệu Ryobi cực bột nát. Toàn thân cực bồn các bác nha, của máy Nhật luôn ha. Tay quay đổi, màu bình sóng gạt cực ok luôn ha. Con này size thực của tầm 4000 các bác nha. M258 các bác, trọng lượng 300 g, giá là 270k nha. Rồi tiếp tục em lên cái M259 các bác nha. 259 một con tay thắng luôn, có tay thắng nè. Con này con Abelem các bác nhé, Abelem 2,5 LBT ha, Abelem trừ X 2,5 LBT ha. Con này có 5 bật đạn luôn các bác nhé, 5 bét barin ha. Cước 2 vào 200, cước 3 vào 150. Ồ, sai thật, con này là 3.000 các bác nhé. Đây, sai thật con này 3.000 nha. Tay thắng này ha. À, các bác nào xài được tay thắng thì mua ủng hộ em nhé. Không cần tay thắng thì cứ vứt qua bên này rồi xài luôn, khỏi thắng cũng được. Còn qua bên này thì mình xài tay thắng ha. M259 các bác nhé, trọng lượng 280 g, con này giá là 400k các bác. Rồi tiếp tục em lên cái M260 các bác nhé. Một con máy ES-1 các bác. Đấy, con máy còn ok, còn đẹp luôn ha. Máy còn mới, máy còn nhìn còn ok luôn. Hệ Olympic của thằng Nhật luôn các bác nhé. Máy này size cái tầm 1000 các bác nhé.
mô bên sống gạch cước ok luôn ha. M260 trọng lượng 240g, giá cũng 250k. Rồi tiếp tục em lên cái M261 các bác. 261 con carbon win 4000. Hiệu Ryobi, máy Nhật luôn. Size thực con này tầm 6000. 4000 là cái model của nó các bác nhé. Con này toàn thân cầm toàn thân carbon luôn các bác. Gạt cước nguyên là mô bên sóng luôn. Đấy, tay quay kim loại thôi các bác nhé. Tay quay đổi luôn, máy hoạt động rất ok luôn. M261 các bác, trọng lượng 500g, giá là 390k. Rồi tiếp tục em lên cái M262 các bác nhé. 262 một con EX hiệu Shimano, máy Nhật luôn các bác nha. Toàn thân kim loại. Mô bên sóng gạt cước ok luôn. Rồi con này size thực của nó tầm 5000 các bác nhé, 5000 nha. Cước 3 và 400, cước 4 và 200, 325, cước 5 và 235. Cước 4 vào 325, cước 5 vào 235, cước 6 vào 210, cước 7 vào 160, size thực của nó là 5000 các bác nhé. Đây. Hoạt động rất mượt mà luôn, ok luôn các bác nhé. M262, trọng lượng 500g, giá là 450 các bác nhé. Rồi tiếp tục em lên cái M263 các bác nhé. 263 một con Daiwa Việt Nam xuất Nhật các bác ha, tem vàng thấy không? Cuối kim loại các bác nhé, cuối và tay quay kim loại toàn thân thì carbon đó ha. Gạt cước thì ok, màu bình sóng nha. Cước 2 vào 200, cước 3 vào 150. Đấy nó để 2.500, R2.500 nhưng sai thực con này là 3.000 các bác nhé. Sai thực nó tầm 3, sai thực nó là 3.000 đấy. Máy hoạt động rất ok, rất mượt mà, tay quay đổi luôn. M263, trọng lượng 300g, giá là 300k. Rồi tiếp tục em lên con máy cuối cùng là con M264 các bác. Một con Alep 2000L ha. Đây có thông số nó đây. Cước 6 vào 235, cước 8 vào 200 và cước 10 vào 150. Con này hiệu Ryobi của máy Nhật luôn các bác nha. Đây. Máy ngang các bác nha. Máy ngang quay tay phải. Máy này dùng cho các bác đi đánh bao lực vẫn ok. Đánh biển, đánh ao hồ, sông biển dùng được mà. Nhưng mà nó dùng này tải rất là khỏe nha. Con này tải bên này là nó vượt qua bên này là xả cước các bác nha. Qua bên này thì các bác tải cá lên nha. Máy hoạt động con lừa cước còn ok luôn ha. Đây. Ở đây có một quần bia luôn các bác. Quần bia của máy Nhật này còn ok luôn. Các bác về sử dụng quần còn ok ha. Đấy. M264, trọng lượng 540g, giá là 250k các bác nha. Đấy. Thì các bác nào thích máy nào lựa chọn thì cứ liên hệ về số 0903 876781 các bác nha. Rồi cảm ơn các bác đã theo dõi cái đoạn clip của em.